Hey, xin chào các bạn. Video này mình sẽ review lại toàn bộ các bài tập mà các bạn gửi cho mình. Thì còn một số bạn vẫn chưa gửi, khá là nhiều bạn vẫn chưa gửi. Ở đây mình mới nhận được khoảng hơn một nửa lớp thôi. Đó, thì là những bạn đã gửi cho mình. Và thực sự là chấm bài thì khá là mệt. Bởi vì sao? Tức là mình đi chấm cái code của từng bạn ấy thì khá mất thời gian. Cái thứ nhất từ cái khâu download file về, sau đó lưu và đưa vào từng thư mục như thế này này, thì cũng đã rất là vất vả rồi. Thì khả năng là chúng ta sẽ thống nhất cái cách để chúng ta nộp bài giống như các lớp trước. Lớp mình anh Quyên chưa nhắc. Thành ra là anh lại phải đi tạo thư mục của từng cái này, sau đó các bạn gửi link driver thì anh lại phải upload về, download về, mất khá nhiều thời gian. Ok, nhưng mà không sao cả, bây giờ thì cũng xong hết rồi. Thì ở buổi học số 3 thì anh sẽ hướng dẫn các bạn cách nộp bài tập nó hiệu quả hơn. Tất nhiên là vẫn nộp bằng link driver thôi, nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng form để submit cái file bài tập lên. Đó, thì anh sẽ đi lướt qua từng bạn một nhé. Thì trong quá trình mà anh đi qua từng bạn thì anh sẽ show luôn kết quả, show luôn cái kết quả của từng bạn làm. Ví dụ như trường đầu tiên là của Bảo này, chúng ta xem cái bài tập của Bảo làm đối với bài 1. Đó chính là bài form. Thì bài này thì anh không có ý kiến gì cả về giao diện. Đó, chúng ta nhìn code này. Thì đây là anh chấm và đánh giá chung thôi. Thì các bạn nhìn code này, nó cũng khá clear. Nói chung các bạn nhìn thấy những đường gạch gạch đứng này không? Là nó thể hiện cái khoảng cách giữa các thẻ lồng nhau. Ví dụ TR này thì thụt vào là TD, kiểu kiểu như vậy, như thế này. Thì format code ở đây anh đánh giá là khá là ổn. Đó, chỗ này nữa thì bạn nên để xuống hẳn như thế này thì nó sẽ ổn hơn, kiểu kiểu như thế này. Đó, các bạn nên trình bày nó như thế. Thì chủ yếu là sau này chúng ta đọc code lại nó cũng dễ dàng hơn. Đó, thì bài 1 này của Bảo làm cũng khá là ok. Đó, sang bài số 2 này, một cái giao diện nó phức tạp hơn. Đây, giữ nguyên cả lớp Final 6 à. Đó, thì đúng như design thôi, cũng khá là ổn. Đây. Đó, đây là trường hợp bài của Bảo. Và bài ở số 2 này thì anh thấy cũng như vậy về code. Trình bày cũng khá ổn. Đó. Bài 3 này thì nó có thêm menu này, phức tạp hơn một chút. Đó, đây. Thì đây là bài số 3 mà Bảo đã làm. Thì anh thấy là của Bảo hoàn thành khá là ok. Và với phần HTML chúng ta không sử dụng CSS thì anh cũng chỉ cần đòi hỏi như thế này thôi. Các bạn biết cách phân tích cái layout và ra được cái kết quả cuối cùng như thế này là khá ok rồi. Đó, tiếp theo chúng ta xuống đến bài của Linh. Thì Linh thì anh mới nhận được một cái folder có 3 cái file thực hành này. Thì đây, thì đây là cái folder về form đăng ký. Đó. Đó, ok chưa? Đó, cũng khá là ok. Đó, xem code của Linh này. Đó, thì các bạn để ý code của Linh này. Thì phần này anh chỉ nói chủ yếu về code thôi, cũng tương tự như vậy. Chỗ này chúng ta nên làm nó rõ ràng như cái mà anh vừa sửa cho Bảo ấy. Đó, chỗ này thì ok này. Đó, nhìn code cũng rất là mạch lạc. Mặc dù các bạn mới bắt đầu code những dòng code đầu tiên với HTML thôi, nhưng mà khá là mạch lạc. Chỗ này thì nên thụt vào đây này. Cái này này, cái table này này, thì em nên thụt vào trong một chút như thế này là ok. Tức là chúng ta vào dịch vào trong một tab nữa thì là ok. Thì như vậy này, table này, vào đây. Đó, lúc nãy ở ngoài này, chúng ta nên đưa nó vào đây. Đó, thì như vậy vào trong đây này. Ok, bài số 2 đây. Bài số 2 anh nhìn nó hơi rối một chút, nhưng mà cũng không vấn đề gì. Rối ở chỗ mà bạn ấy thể hiện cái thẻ này như cái này. Đó, giao diện này nhìn nó hơi nhỏ, cảm giác nó nhỏ nhỏ và nó chưa thực sự. Tất nhiên là cái khung thì ok rồi, nhưng mà về độ chính xác tuyệt đối giống như cái mình gửi thì nó đang cảm giác nó đang không được chuẩn lắm. Mặc dù là cái mà anh gửi cho các bạn ấy nó cũng thô thôi, nhưng mà ít nhất các bạn cũng phải làm giống như vậy. Đó, thì cái của Linh đây. Và bài đây là bài số 3. Thì nói chung là anh đánh giá rất là cao tinh thần của tất cả các bạn, đặc biệt là những bạn nộp bài rồi. Đây, đó, ok, các bạn dựng được như thế này. Chỗ này nên xử lý
cái TR nó rộng hơn ảnh thì để nó tạo ra cái khoảng cách với text đó, anh chỉ comment như vậy thôi, menu cũng ok đó. Và vấn đề là chúng ta không dùng một dòng CSS nào. Đấy là câu chuyện của cái bài tập về nhà cho buổi đầu tiên này đó. Tiếp theo là của Hoàng Lê Hoàng đúng không? Thì của Lê Hoàng cũng có một ba bài tập ở trong đây, anh sẽ mở lên nhé, anh show cho bạn kết quả thôi. Còn về đầu chỗ này thì Hoàng đang làm nó chưa chính xác với yêu cầu của anh lắm, nó sẽ cao hơn nữa, cả cái bảng nó sẽ cao hơn cả cái form đó. Và bài số 2 thì ở đây không biết là do anh đau về hay có vấn đề gì thì ảnh anh đang không nhận được. Thì khi chúng ta xem đường dẫn ảnh ở đây này, đây đường dẫn ảnh ở đây nó sẽ là img như thế này đó. Nếu mà các bạn để chấm vào đây, chấm vào đây và chạy lên thì có lẽ là chúng ta sẽ nhận được cái đường dẫn ảnh đó. Đó thì lý do vì sao anh bảo để chấm thì các bạn hiểu rồi đó. Thì cái đường dẫn ảnh của Hải đang bị vỡ đây. Hải làm cả 4 bài cơ, cả bài làm thêm nữa cơ. Đây cũng tương tự như vậy này Hải này, thì cái này em phải sửa đó. À sorry, của Hoàng nhé, Hoàng K đó, về đường dẫn ảnh nhé. Đây bài mà anh gửi sau đây cũng gần được nhưng mà ảnh nó vỡ quá, à, ảnh nó bị mất hết nên là khó. Chỗ này cũng nên cách giãn menu ra thì nó hiệu quả hơn, à, nhìn nó ổn hơn. Ok, next, tiếp theo đến của Đạt này. Của Đạt thì anh nhận được cái này. Đây, bài này là bài mà anh gửi sau. Chắc là Đạt làm cái kia rồi hoặc là chưa làm thì anh không rõ nữa, anh chỉ nhận được cái bài này thôi. Thì anh đào bài này về thì các bạn làm nên đầu tư một chút công sức, ví dụ tìm ảnh các thứ cho nó đẹp đẹp một tí, nhìn cho nó ok đó. Còn về cấu trúc thì dựng được cái cấu trúc rồi đó, nhưng mà anh chưa thực sự ưng ý với bài đó. Tiếp theo của Quân thì Quân thì anh nhận được bài này. Thì đối với Quân thì chúng ta có cái giao diện đúng là cái bài số 2 mà anh gửi đây đó. Thì về cơ bản là các bạn đã phân tích và đưa ra được cái cấu trúc trang, hiểu như vậy đó. Ứng dụng vào thì xem code của Quân này thì nó cũng gọi là clear, dễ đọc đây, nhìn nó khá là dễ đọc, thoáng đây, kiểu như vậy đó. Ok, tiếp đến là bài của Tiến. Đây bài của Tiến, Tiến gửi cho 3 bài đó. Form ok, anh không có vấn đề gì với bài form này. Bài số 2 này, bài số 2 anh thấy Tiến có comment các thứ khá là một chỗ, vài chỗ comment nhưng mà anh thấy nó không rõ ràng. Đây bài số 2 không có menu đó, vẫn có cảm giác nó không chính xác giống như bài đầu tiên mà anh xem của bảng. Bài của bảng nó ổn hơn. Đây, đây là bài số 3 đó, có hai bài làm thêm nữa cơ, nhưng mà chắc là Quân và Tiến chưa làm. Bài của Ánh này đó, anh sẽ mở của Ánh lên. Rồi ok, form cũng ổn đấy. Chỗ này không biết là dùng thêm CSS thì không, border các thứ này thì chúng ta mở lên đó. Đây anh đã sử dụng cả CSS ở đây rồi để xử lý cho cái menu kia, à, cho cái button kia. Thôi rồi không sao, yêu cầu thì là không được sử dụng bất kỳ thuộc tính CSS nào. Đây cũng như vậy, à rồi đó, khá chính xác, nó chính xác tuyệt đối như thế này thì là CSS rồi. Đây chỗ này mở lên nào. Rồi ok, gọi là ra là cái cấu trúc đúng như anh gửi. Đây còn bài anh gửi sau nữa đấy, gửi làm thêm thì anh cũng làm ok. Thì nói chung là anh đánh giá cao tinh thần của các bạn làm bài tập ở nhà. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có thực hành mới giúp các bạn skill của bạn lên được thôi. Đây khá ổn, bài này của Bình, bài của Bình anh thấy cũng ổn. Đây đó, đại loại là như vậy. Và tiếp theo ở đây bài số 3, Bình làm 3 bài đó, không sử dụng CSS thì như này em đánh giá là ổn, phân tích được layout và dựng được cái giao diện như thế này khá ok. Rồi tiếp theo của Duyệt này, thì lớp mình nhìn bài của Duyệt, Duyệt anh nhận được bài này thôi, anh chạy lên này. Thì bài của Duyệt thì cái thứ nhất là
Nó là cái bài cuối cùng mà anh gửi. Thì giờ đang chưa căn canh giữa cả cái trang này ra ngoài đây. Đường dẫn ảnh vẫn bị sai. Thì cái này chắc là giống trường hợp vừa rồi ở trên anh có nói. Thì các bạn lưu ý một chút về cái đường dẫn. Tiếp theo đến bài của Quang. Bài của Quang đây. Đó, cái ảnh này chắc là set width 2 nó không chuẩn rồi. Hoặc là set cả width cả 2 nên nó bị méo như thế này. Đó. Đó, cái này thì không có gì bàn ở đây cả. Nó chưa thực sự là chuẩn với so với cái mà anh gửi. Đó, cái này có thêm menu, cái này các bạn nên set thêm chiều cao của nó cho cả cái TR này. Thì nhìn cái menu nó sẽ cao hơn. Đó. Rồi, ok. Code cũng khá là sáng sủa. Đây, những chỗ thừa như này thì em bỏ đi thôi. Code dễ đọc. Code như thế này là dễ đọc. Anh đánh giá cao những cái bước đầu của các bạn làm như thế này là ok rồi. Chưa đòi hỏi quá nhiều. Tiếp theo của chưa anh nhận được mỗi file này đâu. Đây. Cũng ra là cấu trúc mà anh gửi đấy, nhưng mà ảnh cũng bị lỗi ảnh này. Thì cái này thì chưa xem lại nhé. Đó. Nếu có ảnh nhìn trang nó sẽ sinh động hơn đấy. Cấu trúc thì ok, trang cũng ra giữa rồi. Xem qua code thì code chương đang thể hiện ở đây cũng dễ đọc. Nói chung là dễ đọc. Các bạn nhìn này, khá là dễ đọc. Đó. À, chương đang đứng ảnh ở một thư mục khác này. Đây. Đó, mà lại gửi cho anh mấy cái file này. Rồi ok của Sĩ Phương. Của Sĩ Phương đầu tiên là anh thấy đang dùng CSS. Đây. Đó. Cái thứ hai, nhìn bài mà có CSS là biết ngay. Đây. Rồi ok, không vấn đề gì. Submit này, border này. Tiếp theo bài này không dùng CSS, bài số 3. Rồi ok, ồ, giống bài trước đấy thế nhỉ. Giống bài của một bạn lúc trước á. Idea lại giống nhau như vậy không? Rồi bài số 4 mà anh gửi thêm đây. Thì bạn cũng đã phân tích và đưa ra được cái cấu trúc như thế này. Ảnh nó không có, hình ra nhìn trang rất là cảm giác nó rất là thô sơ. Đây. Anh mở cái bài 2 của Trung lên. Đây. Rồi ok. Chỗ này nên copy nhân lên nhìn cho trang kéo nó dài xuống. Nhìn sẽ thích hơn. Đây, đừng căn nội dung người ra giữa mà căn bên trái. Hợp lý hơn. Rồi, bài 1. Đó, đâu đó lại dùng CSS kìa. Rồi, ok. Đây, như thế này. Anh thấy có dòng code CSS rồi. Code thì nó cũng dễ đọc. Tạm thời là anh thấy là ổn. Đấy là những chỗ khoảng trống như này mà thừa thì các bạn viết code thì nên xóa nó đi. Tại sao? Để mà tránh sau này xem một file nhìn nó nhiều cái thừa quá nó sẽ không cần thiết. Đó. Tiếp theo bài của Lộc. Bài thực hành số 1 của Lộc này. Rồi ok, xem Lộc có dùng CSS không. Không sử dụng một dòng CSS nào. Đó. Trước hết là không dùng CSS là đáp ứng được đúng yêu cầu rồi. Đó, rồi. Bài này lại thấy quen quen. Không biết là có lấy của nhau không. Đó, bài này anh vừa review của một bạn anh quên rồi. Nhưng mà vừa xem xong, quen lắm. Anh không biết là có lấy không. Các bạn lấy như này thì anh sẽ có cách để các bạn phải nộp bài này nữa. Chắc chắn là lấy rồi. Anh không biết là anh có trách nhầm Lập không, nhưng mà anh đang thấy khá giống với bài ở trước. Hoặc là do anh làm nhầm. Anh thả download của hai bạn về làm một. Đó, bài này lỗi ảnh. Chỗ này nên tạo chiều cao khoảng cách ra. Bài 2 thì đây cũng lỗi ảnh. Những bạn mà lỗi ảnh thì file nào cũng lỗi luôn. Vì cái cách làm đang giống nhau. Không phải nhìn nữa. Đây ảnh, các bạn đặt đường dẫn ảnh tuyệt đối đi, đây là không có folder ảnh. Đó, vấn đề là như thế. Có thể là do anh lấy về hoặc các bạn nộp thiếu. Ok, xem bài của Huy. Bài của Huy, rồi ok, cũng lỗi ảnh. Bài số 2 này.
những bài lỗi ảnh không muốn xem rồi. Đây chỗ này khoảng cách của nó rất lớn. Đây đang để space 6, các bạn nên để space 4 thôi. Đây. Đó, tự nhiên nó sẽ ổn. Bài 3. Đây. Thôi anh sẽ không xem bài của Vi nữa. Code thì cũng khá thoáng rồi, nhưng code này anh đang thấy space để sai. Các bạn chỉnh space đây là 4 thôi nhá. Đó. Ok, anh xem bài của Hiên. Hiên gửi cho anh 3 bài. Mấy bài ấy? Đầu tiên là form, lại lỗi ảnh rồi Hiên ơi. Rồi. Tiếp theo Yên nhé, sorry. Tâm nhiên. Bài số 2 chắc cũng lỗi ảnh rồi. Đó. Bài số 3. Đó. Rồi, ok. Bài số 4, cái này là do các bạn gửi thiếu ảnh thôi. Rồi, cái này không căn lề. Rồi. Khả năng là anh quay lại cái bài của Bảo, có lẽ là anh tâm đắc nhất bài của Bảo. Không dùng dòng CSS nào các bạn nhìn này. Rồi. Bài số 2 này. Đó, anh đánh giá là ổn nếu mà không dùng dòng CSS này. Thì anh đánh giá là ổn. Bài số 3 của Bảo cũng khá ổn. Bảo tối nay xin nghỉ nên là chắc là cũng ổn rồi. Đây, tối nay Bảo xin không học vì bận, buổi sau bắt đầu quay trở lại. Đây, anh đánh giá cao nhất là bài của Bảo và code cũng khá rõ ràng. Đó thì các bạn có thể tham khảo code của Bảo. Còn một số bạn lỗi ảnh có thể là do các bạn không up ảnh lên, không up cái folder ảnh lên, thì lần sau nộp bài tập nhớ lưu ý cho anh cái đó. Đó, thì anh sẽ đánh giá chung thế này thôi, qua cái video này để các bạn nắm được là vấn đề đang ở đâu, các bạn đang làm được những gì. Và những bạn khác mà chưa nộp bài tập hoặc chưa chịu làm bài tập thì anh nghĩ là phải thay đổi ngay. Bởi vì học lập trình nếu không làm, không thực hành thì chắc chắn chúng ta sẽ không làm cái gì cả. Đó, rồi, ok, anh xin kết thúc ở đây.